con luôn ghi nhớ. Cha ông ta đã cho ta lịch sử để viết tiếp những trang sử hào hùng. 4.000 năm dựng xây đất nước và hôm nay viết tiếp những chặng đường. Chúng tôi 50 thầy cô cùng 878 học sinh dưới mái nhà chung trường trung học cơ sở Trọng Điểm, 21 năm một chặng đường đổi mới, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì năm học 2013-2014 và được nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ